Mày ngáo à? Đi nào, giữ ống này. Thanh, thanh niên nào lên giữ ống đi, giữ ống để ông bơm nước này. Nào nào lên giữ ống đi để bơm nước. Các bạn ơi, hôm nay anh em đi câu cá này để bắt cá khủng các bạn nhá. Cái ao cá của anh Đức, anh thả để hôm nay bắt cá khủng lên rồi các bạn này. Đây. Hồ to không các bạn? Hồ này khá là to nhưng mà mùa này nó là hết nước. Chính vì vậy là hôm nay con nhảy lên đi. Đây đây con, cái này thì kéo 30 phút là xong hết. Không kéo lấy hai vòng nhỉ? À đúng rồi. Chú phải nói bài bản là đất mua để được view đẹp để làm được thứ quên. Đó. Anh có một khu đất này khá là đẹp nha mọi người nha. Cái này là view biệt thự ở trong này đây. Cái này là xây nhà vườn cực đẹp luôn. xây nhà vườn trong này là đẹp lắm. Mát mẻ. Có hàng dừa này, đẹp không các bạn? Đấy, phong cảnh hữu tình luôn mà. Mà là phong theo phong thủy là trước nhà là phải có cái ao các bạn nhá, đừng có đào ao sau nhà. Không đúng phong thủy đâu đấy. Đầu gối anh. Không có buồn lắm. Lồi đó ướt dài, ơ còn sâu sâu đáy rồi. Đang còn sâu mà. Bỏ điện thoại đá nhá, đó đỏ là sâu nhất rồi. Bỏ cá lóc kìa. Bỏ mấy tàu dưa lên rồi. Đưa lại đâu này luôn này, đổ đó, đưa lại đâu nào luôn. Khánh lên lấy số đi, Khánh lên lấy số đi. Lấy số bỏ trong đấy là trẻ đó đây luôn. Đừng ném bé. Nó đang giữ voi mà. Khéo vỡ đấy nha. Chụp được không? Quân đông như quân nguyên này. Ồ, này lưới to này đúng vét một phát là hết luôn này. Có ai có cần buộc tí thêm không? Đồ hồ này có ốc này. Có mà bà. Ốc đá. Ốc đó luộc với ngon ạ. Ốc này là luộc là đúng bài luôn. Đúng rồi, bấm gừng. Mấy đứa vào mò đi, mò về luộc ăn. Anh chàng cầm xô đi bắt ốc đi. Đây này, ốc đây nè. Ủa, ốc đây nè. Ốc nhiều lắm mọi người ơi. Ôi nồng nọc này. Chị bắt ốc đi chị. Đây. Em bắt được mấy con rồi này. Bắt cái này về chấm mắm gừng vậy. Này. Ờ con nó chết rồi. Này ốc này là chỉ ra sáng sớm ấy. Đúng không? Sáng sớm nó bò lên nó ăn á. Ừ, ốc này là toàn ốc đá mà. Rồi, từ kéo lại này chứ, kéo lại đây để cho vào đây, kéo lại này này. Nó dưới đây này. Đuôi lại. Cái mồm của nó. Mấy đứa kéo khéo nha, cá nó húc chứ. Cá to lắm đấy nha. Nồng lọc chứng to là nhái nhiều ấy.
Bình như kéo ra bồn luôn ạ. Vừa thả 10 kỳ chứ được hái chút kỳ chứ. Vừa là sợ vừa mưa. Chắc chắn là đây lôi còn nhớ nhớ lười lấy nè quay hiếu kìa quay à đấy khéo là cá nó hút vào đi viện đi nhá tan cá to đấy đấy cái này phải vét hai lần rồi rồi Ngọc đi đi Ngọc đi đi đấy đấy rồi ơi cá khủng rồi ra ra con đây chủ muốn ăn nước còn cũng to đấy kéo ba lần là hết đó con câu to kìa đấy đấy cá mè to đấy kìa cá mè to đấy đâu cá mè to đây nhá đấy 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 đúng rồi cá chê khéo là ra rồi ui 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 cá ly xia đâu ui trời ơi nhiều còn nhiều đấy. Đây mẹ ơi. Cá nhiều lắm anh ơi ạ. Lại câu. Múc nước đó đúng á. Đúng rồi, múc nước vào, múc nước vào. Ra lôi đá chứ, lôi đá múc nước đó. Kéo lên, kéo lên. Múc nước rồi, được rồi, đừng đó. Ít nước thôi. Ít thôi. Đồ bớt đến đâu mày kiếm nói nhặt ra tụi nó. Đấy, con này mấy ký đấy nhỉ? Con nó to ấy. Cái này mà có ao mua lại của anh Đức về thả bây giờ nó mới nhanh lớn này. Chó nó vô thế chờ thả về đổ hang hung gia với cả này ăn gì. Thì, à không thì vậy nữa chứ ý là mua lại để nuôi á, nếu có ao á. Gần đây này. Ăn gọi cả sao không? Bắt luôn, bỏ trong mê cái bỏ trong chỗ luôn à. Bỏ nhãn ăn chết đó chứ. Đang bỏ nước vô. Này này chắc được. Đúng rồi. À, cá mè to này Đức nè. Ấy ấy cá mè ba ngón tay rồi nè. Không ăn gì. Ăn gì cá này mà ăn đây. Cá này. Cá này. Cá này. Cá này. Không cái cá nhỏ này ăn cá sống cũng được nè đúng không gọi gọi Tây Bắc là cái cá nhỏ làm hay khó tiêu rồi đó. Này cá khó tiêu thì quá ngon. Rồi từ từ. Gì ở đây để bỏ trong xôn nha. Nghe nè. Ê kìa. Cái thằng này. Cầm đây nè. Cầm đây nè. Ui ôi nhiều lắm cá nhỏ nhiều lắm anh Đức ơi. Bây giờ lấy đây lấy là vô mưa này thôi. Bắt thả vô trong này xong rồi để mang cái đổ. Bắt chắc cả đừng hốt luôn. Cháu lên đổ đi cháu. Bỏ xuống cháu lên đổ đi. Để đây bỏ vô. Nhanh nhanh lên. Lên đổ đi. Cá bé bé này kho tiêu ngon chú này. Cái cá trắng trắng này kho tiêu ngon lắm. Anh Đức đúng là lần. Không nhưng mà
Đưa xô đâu? Đây 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 có xô là nhặt. Trời, nhất là cá trống đó, chưa có nữa. Cá trống gì chết đó. Nó sạch bùn rồi chứ. Nhưng mà cá chê chắc ra ngoài hết rồi anh ạ. Đúng rồi. Cá chê đợt đợt đợt, đợt, đợt mưa to ấy. Rồi Ngọc bước lên. Không. Đấy còn cá to này, cá to này. Thủy quái này, cá lóc kính đây. Ồ, cá này nướng được đấy. Hắn bắt. Đừng kẹp tao mày, đừng kẹp tao, đừng kẹp tao, tao đập mày, đừng kẹp tao, con đừng kẹp tao, tao đập mày á. Ui. Nè. Nè. Ý dồi ôi. Hai râu luôn. Ghê chưa? Chị mắc rồi phải không? Mắc rồi. Đấy. Wow. Sắc mày. Cái gì thì nó sắc ghê luôn á. Ừ, ghê nè. Hai con cua luôn. Hai cua to luôn nhỉ. Phải không? Nhưng mà bỏ vào bể nó đâm mấy con cá kia. Tao chỉ sợ nó vùng với là cái vây này này, nó đâm mấy con kia. To. À.